Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Karik hé lộ bệnh tình nhưng sao phải quay xe xóa vội. Karik tâm sự, anh nói là bệnh tình của mình không phải để xin sự đồng cảm hay thương hại của người khác. Sáng 18 tháng 3, Karik bất ngờ đăng tải dòng trạng thái tiết lộ bệnh tình, thu hút sự chú ý của dân mạng. Nam ca sĩ tâm sự, anh bị rối loạn nữ cực và rất nhạy cảm với các thái độ ngược lại với mình ngay tại thời điểm hiện tại. Khi đối diện với sự phản biện với cái tôi càng nhiều, nam rapper càng có xu hướng thu mình lại. Karik cho biết, anh nói ra điều này không phải để xin sự đồng cảm hay thương hại của người khác. Bởi nam rapper đã sống với căn bệnh này suốt 12 năm qua nên anh thấy bình thường, thậm chí là an toàn với người bạn này trong cuộc sống. Nhiều lần tôi tắt Facebook vì cảm thấy nó không còn là nơi thoải mái cho cảm xúc của mình, nhưng vẫn phải quay lại vì tính chất công việc. Có lẽ vì vậy tôi khá khó chịu với những kẻ hay thả biểu tượng haha một cách vô ý thức, ngay khi tôi cần sự đồng cảm hoặc chia sẻ tâm tư của mình một cách nghiêm túc. Có một câu của người bạn thân Nami từng nói với tôi rằng, chấp nhận chơi, phải chấp nhận luật chơi. Facebook cuối cùng cũng vẫn là nơi công bằng về nhân quyền cũng như tự do ngôn luận cá nhân. Vậy, nếu bạn làm tổn thương tôi cũng có quyền làm lại điều tương tự bằng cách này hoặc cách khác. Sự tự do thiếu khôn ngoan là mầm mống dẫn đến những cơn ác mộng, Karik chia sẻ. Bài đăng của nam rapper nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía dân mạng. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi đăng tải, Karik đã xóa hoặc ẩn bài viết khỏi trang cá nhân của mình. Rối loạn lưỡng cực là rối loạn cảm xúc được đặc trưng bằng một giai đoạn rối loạn hưng phấn hoặc hưng cảm nhẹ phối hợp với các giai đoạn rối loạn trầm cảm trong quá trình phát triển của bệnh. Rối loạn lưỡng cực là bệnh rất hay tái phát. Nguyên nhân bệnh hiện vẫn không rõ, song có một số yếu tố có thể tham gia trong việc gây ra và kích hoạt những cơn lưỡng cực như thay đổi các quá trình sinh học trong cơ thể, các chất dẫn truyền thần kinh trong cơ thể, các nội tiết tố, di truyền, môi trường.